Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé Chồng đại gia mang 21 cháp hỏi cưới nghệ sĩ thoại Mỹ Lễ đính hôn thoại Mỹ chồng đại gia tại thành phố Hồ Chí Minh Chồng sắp cưới của người đẹp tên là Doãn Văn Phương Một doanh nhân bất động sản sinh năm 1967 Từ 9 giờ sáng Chú rể và đoàn nhà trai đứng đợi bên ngoài trước giờ vào nhà cô dâu gần 50 tuổi, thoại Mỹ vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ. Chị bảo, đời mình trải qua nhiều cay đắng nên giờ đây, hạnh phúc được ngày nào thì hay ngày đó. Đời nghệ sĩ, mấy ai bằng phẳng. Đời cô đào lẳng thoại Mỹ như cuốn phim buồn với nhiều lần gãy đổ trong tình yêu. Thế nhưng là đạo diễn cuốn phim đó, thoại Mỹ không cho phép mình buông xuôi bởi ngoài đời. Tính cách của chị vốn mạnh mẽ hệt như những vai diễn cá tính trên sân khấu. Cuốn phim của Thoại Mỹ bắt đầu từ Có lẽ do tính cách của mình nên tôi thường được giao những vai như độc lẳng, độc mùi, lẳng mùi. Tôi nóng tính lắm nhưng tính tôi ảo ảo xong rồi thôi vì không nói ra được thì mệt lắm, thấy khó chịu trong người. Ngày xưa mỗi khi nóng giận, tôi phải đập cái gì đó rồi mới nguôi. Giờ đã biết cách kiềm chế hơn. Có người nói, tôi đóng đào nhì, tính cách thì dư còn đóng đào tránh cái mùi thì hơi thiếu. Bản thân tôi cũng thích vai tính cách hơn. Nhiều lúc đang quay, bị người ta chửi là đồ độc ác, tôi thích lắm. Thích nhất là được nghe ai đó nói rằng bà này đóng ác hay dễ sợ. Có vở, tôi vào vai đào mùi, người ta chật lưỡi nói phải chi tôi đóng vai đào lẳng. Khán giả vẫn thích tôi đóng vai cá tính hơn. Ngày xưa một đêm tôi chạy mấy điểm. Giá vàng lúc đó 3 đến 4 triệu đồng cây thì tôi kiếm được 4 đến 5 triệu đồng đêm. Nhiều anh chị ngôi sao còn hơn thế nữa. Đóng cải lương, nhiều người hay hỏi tôi và Ngọc Huyền hay đối đầu nhau trên sân khấu, còn ngoài đời thì sao? Chúng tôi thì vẫn là bạn bè bình thường. Huyền có chỗ đứng của Huyền, tôi có chỗ đứng của tôi. Tôi quan niệm rằng cạnh tranh để tiến bộ chứ không phải đấu kỵ. Tổ cho ai bao nhiêu thì người nấy hưởng. Cộng đồng mạng bạn bè và người thân gửi rất nhiều lời chúc mừng đến thoại mỹ khi thấy chị chia sẻ những hình ảnh trong buổi nhận xe mới của mình mới đây trên trang cá nhân của mình thoại mỹ đã đăng tải một loạt hình ảnh đi nhận xế hộp mới tậu nữ nghệ sĩ cải lương đình đám không giấu cảm xúc phấn khởi khi rước người yêu mới toanh của mình về với em từ hôm nay chúng ta cùng sánh bước nhé tình yêu của em chị còn bộc bạch thêm ngay tại buổi giao nhận xe thích nhất mùi xe mới và cảm giác bóc tem. Kêu dẹt dẹt, đã gì đâu. Anh ơi anh về với em, đồng hành với em trong mỗi chặng đường. Sâu phải vô ào ào nha, đồng hành cùng nhau đi khắp mọi miền đất nước. Trong tầm giá 1,5 tỷ đồng, kia Carnival có thể xem là một lựa chọn toàn vẹn nhất bởi sự cân bằng giữa vẻ đẹp thiết kế, trang thiết bị tiện nghi đầy đủ. Đặc biệt với khoang nội thất rộng rãi vượt bậc so với những chiếc xe SUV trong tầm giá này, hơn nữa đó là khả năng tùy biến linh hoạt 7 hoặc 8 chỗ. Với phiên bản 7 chỗ sẽ bao gồm hai ghế VIP có khả năng điều chỉnh điện và đưa về tư thế thư giãn thoải mái tối đa cho hai người ngồi. Điểm mạnh vốn có của dòng xe này đó chính là khoang nội thất cực kỳ rộng rãi, không có bất cứ chiếc xe nào trong phân khúc có thể so sánh được. Với kia Carnaval thì ngoài sự rộng rãi nhà sản xuất tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng bằng việc tái thiết kế để nó thêm sang trọng, tiện nghi và đẹp mắt hơn. Tiện nghi của một chiếc xe Hàn Quốc luôn được đánh giá cao bởi hầu như đều được trang bị nhiều hơn các dòng xe khác trong cùng phân khúc. Đối với Carnaval, một mẫu xe đầu bảng hiện tại của KIA chắc chắn cũng được mang theo những trang bị tiện nghi mới và đắt giá nhất của KIA. Thoại Mỹ là một trong những nghệ sĩ tài năng của sân khấu cải lương. Chị tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1969. Với cải lương, Thoại Mỹ đạt được vô số giải thưởng như Huy chương vì sự nghiệp sân khấu, giải mai vàng. Huy chương vàng hội diễn cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2005 chị cũng là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có thể tổ chức nhiều live show riêng thành công. Sự nghiệp sáng chói nhưng đường tình duyên của thoại Mỹ lại rất gập ghềnh. Thoại Mỹ từng tâm sự trên truyền thông, điều chị tiếc nuối nhất là không thể có con. Tuy vậy, chị hạnh phúc khi được mang lời ca tiếng hát phục vụ khán giả và được mọi người trân trọng, thương yêu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.